Công an huyện Văn Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1979 ở thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên về tội cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2019, anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1996, là tài xế cho hãng grabby tại Hà Nội điều khiển xe máy biển kiểm soát 19G1-17254 trong lúc đang đón khách tại khu vực phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Văn Trọng đã thuê anh Nam trở đi tìm các bãi cát nhưng mục đích là tìm địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp xe máy của anh sau 9 tiếng đi đến nhiều địa điểm khác nhau như cầu Đông Trù, cầu Đuống, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đến 20 giờ cùng ngày, Trọng yêu cầu anh Nam dừng xe tại cánh đồng thuộc xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Trọng đã vờ nghe điện thoại sau đó rút rùi cui điện khống chế anh Nam để cướp xe máy rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an huyện Văn Giang đã vào cuộc tiến hành các biện pháp điều tra, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng. Được biết, Trọng là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được công an huyện Văn Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.